Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Như thường lệ, chúng ta sinh hoạt học tập giáo lý. Hôm nay là chúng ta đang học về duy thức luận kỳ thứ năm. Tuần rồi thì hình như là tôi có nói lộn, lẽ ra tuần rồi là kỳ thứ 4 mà tôi lại nói kỳ thứ 3 ha. Thành ra là nếu mà ở trong băng thì nói kỳ thứ 3, mà cái băng sao đó tức là nhầm kỳ thứ 4 rồi. Hôm nay là kỳ thứ 5. Để xin tranh thủ thời gian thông báo với đại chúng vài cái điểm nhỏ nhỏ đây. Cái điểm thứ nhất là nhắc lại bữa hổm đó mà, là ngày nay là cái ngày của thành phố cũng như là các cấp người ta bầu cử hội đồng nhân dân. Thế thì là bữa hổm mình đã đồng ý rồi là có thể đơn thể cử tri theo, rồi trên đường về thuận tiện là mình có thể vừa đi nghe giảng xong về thì mình làm cái nhiệm vụ cái nghĩa vụ công dân của mình, để cho mình khỏi quyền lợi. Vì quyền lợi của mình mà mình phải làm cái cho tròn cái nghĩa vụ của một người công dân, là phải đi bầu trong buổi sáng cho công thì càng tốt. Tức là một buổi sáng mình làm được hai công việc. Cái điểm thứ hai là thông báo đại chúng tuần tri là cái bữa mà mình kêu gọi, bữa đó là kêu gọi là ủng hộ cái cứu trợ lũ lụt của miền Trung á mà. Thì cái kết quả được là nội cái giảng đường đây là 6 triệu, 5 triệu 9, nhưng mà có xuống dưới văn phòng rồi có Phật tử thấy còn thiếu thêm triệu nữa, là thêm trăm nữa là được 6 triệu. Còn cái ý thứ ba nữa là xin thông báo đại chúng là gần đây đã có một số Phật tử nam cũng như nữ có ý định là cái ngày thứ bảy tới, tức là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo, thì có ý định là trao đổi ý kiến tôi là lên trên cái chỗ tha hối am của tôi đó để mà thăm, và gọi là cái tình thầy trò mà cái ngày nhà giáo của toàn quốc đó, thì mình cũng làm cho nó đúng cái bài bản của thầy trò. Thì lúc trước thì tôi có hứa, nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại đó, là hiện giờ đồng bào ta ở miền Trung mấy tỉnh đó là bị một cái trận lũ lụt rất là lớn, sinh mạng thiệt mạng là hơn 500 người, tài sản là hơn 3.000 tỷ. Thế thì là một cái đau thương lớn của đồng bào mình như vậy. Thì bây giờ tôi đề nghị là những Phật tử nào mà có cái lòng á, mà như nói vừa rồi ngày nhà giáo mà, thì thay vì là đi tiền đóng góp cho tiền xe rồi tiền ăn uống rồi mà nghỉ một ngày làm công việc hả, thế thì cộng ba cái thứ tiền đó gom lại để dành cứu cái nạn lụt ở miền Trung, thì cái công đức theo cái đạo Phật có thể là công đức lớn hơn. Và đó là cũng là cái điều mà tôi mong mỏi để làm cái việc đó, hơn là cái tình thầy trò mà mình thường gặp nhau như thế này là đã đủ lắm rồi. Sự tu học hàng ngày vậy là mình là có phước lắm rồi. Xin các Phật tử để ý cái việc đó, làm việc đó có phước hơn. Còn thầy trò thì còn gặp mãi mãi trong hàng tuần mà.
giờ đâu bắt đầu mình học đây làm việc. Xin nhắc toàn thể đại chúng là nghe cái này là hơi mới đó. Cái này ít có số có Phật tử có nghe, mà có số chưa nghe thì phải chịu khó mà đọc, chịu khó mà ôn mà nghiên cứu thì là nghe nó mới là thấy cái hay của nó, còn bằng không là khó nghe nó nha. Bây giờ mình học cái bài thứ hai. Thật ra cái bài này là do mình chia ra đó, mình dựa theo cái đoạn ở trong cái bộ luận đó mà mình chia ra, chứ còn cái bộ luận như thích thì nó không có bài một bài hai gì cả, nó từng vấn đề một để giải quyết từng vấn đề một vậy thôi. Nghe câu hỏi nè: đã được nghe qua về ba món năng biến. Nó tới vậy là khi nào mà các vị mà muốn nghe cho nó dễ là phải thuộc ba món năng biến là gì đó. Thử năng biến gì: tam vị dị thục, tư lương, cặp liễu biệt cảnh. Dị thục thức, tư lương thức và liễu biệt cảnh thức, đó là ba món năng biến mà mình đã học rồi. Và nhớ được như vậy đó thì mình học mỗi bài vậy mình tiến lên mãi mãi. Đã được nghe qua về ba món năng biến, vậy xin được biết cái món năng biến thứ nhất là thế nào. Thì cái bài trước là mình được giới thiệu qua về ba món năng biến, món thứ một, thứ hai, thứ ba. Cái bài này bắt đầu là hỏi tôi muốn biết về cái món năng biến thứ nhất. Thì cái bài tụng của Duy Thức đáp rồi nè: cái món năng biến thứ nhất tên là A Lại Gia. Trong cái bài đây là món năng biến thứ nhất tên là A Lại Gia, và cũng có tên là dị thục, cũng có tên là nhất thiết chủng. Như vậy là món năng biến thứ nhất nó có ba tên. Giờ để đọc qua cho hết cái đã rồi mình sẽ đi học từng câu ha. Không thể biết sự tích thọ của nó về căn về cảnh, bất khả tri tích thọ xứ liễu. Chữ Hán nó vậy đó, sự tích thọ của nó về đối với căn thân và cảnh thế giới, nó tích thọ, nó duy trì, nó giữ gìn cách nào không ai biết được. Các ý không có biết tích thọ cảnh căn, mà nó thường cùng với xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc tác ý thọ tưởng tư là năm cái món thuộc về tâm sở, còn ba cái món năng biến là thuộc về tâm vương. Chỉ tương ưng với xả thọ. Thọ ở trong kinh Phật mà thọ nó có chứ, thọ là tiếp thu đó, là thu nhận đó. Thì nó có ba thứ là thọ, khổ thọ và xả thọ, mà cái món năng biến thứ nhất này nó tương ưng với xả thọ thôi. Tánh của nó là vô phú vô ký. Vô ký là một, bản chất cái tánh vô ký là vô ký, nhưng mà nó còn thêm hai cái món nữa là hữu phú vô ký và vô phú vô ký. Nên cái này từ từ rồi mình sẽ học nè. Xúc tác ý cũng vậy, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư cũng vậy. Cái tánh của năm cái món tâm sở này cũng là vô phú vô ký.
hằng chuyển như dòng nước của thác. Chữ hằng là liên tục, mà chữ chuyển là gián đoạn. Mà vì cái gián đoạn nó quá khích, nó quá nhặt, cho nên là nhìn coi như hằng, coi như là liên tục. Thế kỳ thật trong cái liên tục đó là nó nối lại cái hằng hà sa số, cái gián đoạn ở trong đó, cho nên gọi là hằng chuyển như bọc lưu, tức là nó vừa hằng vừa chuyển như là dòng nước của cái thác nó đổ vậy. Dòng thác của dòng nước của cái thác Đầm Ri ở Bảo Lộc, thác Bông Rua, thác Guga, thác Pren, mình thấy nó trắng xóa vậy đó, chứ mà nó là nó không phải là liền, coi nó hằng, coi nó giống như nó liền vậy, mà kỳ thật không phải. Hằng hà sa số cái gián đoạn kết thúc thì quá nhặt, mình thấy nó liền. Hằng chuyển như dòng nước có thác, quả A La Hán là không còn. Quả A La Hán không còn cái tên A La Gia nữa. Thế thì bây giờ mình đó là chủ yếu là mình học cái đó đó, chủ yếu là học cái đó. Mà tôi nói ví dụ như tôi giờ tôi nhìn bên nhiêu đây là không có nói gì nữa hết á, là tôi tự nói ra được hết ráo từ chữ một từ đầu tới cuối, thành ra tôi khỏi học. Còn như đại chúng thì bây giờ bắt đầu là mình học từ chữ đó. Thí dụ như là nói rằng là cái thứ nhất, cái món nào bước thứ nhất là A La Gia. Chứ A La Gia là tiếng Phạn, ta dịch là A La Gia, ta nói là A La Gia ha. Mà Trung Hoa dịch là tàn thức. Ta bắt đầu nào quá. Mà chữ tàn á nó có nghĩa là cái kho. Tàn thường thường ta dùng chữ kho tàng. Kho tàng tức là cái kho để chứa đựng. Thành ra cái thức này là cái thức chứa đựng, ví như cái kho vậy. Thế thì là đây mình hãy tưởng tượng nha. Hồi những năm trước thì là tôi giảng mà tôi cầm cái micro, tôi mang cái micro theo người được thì tôi phải vẽ cái vòng tròn rồi. Vẽ cái vòng tròn lớn trên tấm bảng vậy đó. Để ví cho cái nghĩa năng tàn. Mình vẽ giống như cái nia vậy đó, cái vòng tròn như cái nia vậy đó, để tiêu biểu cho cái nghĩa năng tàn, mà cũng là tiêu biểu cho cái vũ trụ đó. Vậy thì cái chữ tàn đây là nó chứa hết tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ hột giống chưa trưởng thành ra sự vật gì thì nó đã chứa những hột giống đó rồi. Thế thì không có cái hạt giống nào mà ngoài cái sự chứa đựng của cái thức năng tàn của cái A-la-gia này. Cho nên gọi nó là tàn là vậy đó. Bây giờ thì đại chúng là hãy tưởng tượng, hoặc là tự mình có cái viết rồi mình vẽ hình dung vậy thôi ha. Chứ tôi thì đứng nữa là nó mất, không có thâu băng được. Thế thì là cái chữ tàn thức này nó một cách khác là vũ trụ. Nói về mặt không gian là hoành biến thập phương. Nói về mặt không gian, chứ hoành tức là về mặt không gian là nó khắp cả mười phương, đông tây nam bắc tứ duy. Tứ duy tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc ha. Thượng hạ mười phương nó châu biến hết, không còn cái nào ngoài cái vòng tròn mà mình gọi là năng tàn đó. Chữ năng á, thường thường trong đạo Phật mình học chữ năng là nó tương quan với chữ sở. Thí dụ năng tàn là đựng. Thí dụ cái thúng năng tàn, nếu mà nói cái thúng mà năng tàn là cái thúng là cái để đựng. Còn ở trong đó là khoai, là đậu, là bắp, là dừa, là mè, là chuối vân vân, mình mà cam quýt mình đựng trong cái thúng đó mà. Thì cái đó, cái mà bị đựng vậy đó gọi là sở tàn à. Sở tàn tức là những cái vật bị đựng trong cái thúng. Còn như cái thúng là nó đựng tất cả cái đó, thì cái thúng là
ví như chữ năng tài. Còn những cái vật mà được định trong đó gọi là sở tàng. Thế thì cái chữ năng tàng là mình phải hiểu rằng đó là cái vũ trụ, cái bằng hoành biến thập phương. Về mặt không gian là mười phương nó châu biến hết, không còn cái nào ngoài ra được. Vì vậy cho nên là bao nhiêu cái chủng tử, bao nhiêu cái hột giống để mà nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp này đó, đều là được chứa trong cái a la gia đó. Càng về mặt thời gian mà a la gia đó mà hoành là biến thập phương, mà thủ thì cùng tam tế. Nói về thời gian là nó cũng không có đầu mối, vô thủy vô chung. Suốt quá khứ từ đâu tới đâu mà mình khái niệm được là cái a la gia nó hiện hữu từ đó. Và từ đây cho tới vĩnh viễn về sau, mình nhận thức, mình khái niệm được tới đâu thì cái a la gia nó cũng không có cái chỗ cùng tận. Nó cùng tận theo cái sự tưởng tượng, cái khái niệm nhận thức của mình thôi, chứ còn còn nó thì không có cùng tận. Cho nên gọi là thủ cùng tam tế. Nói về thời gian là suốt quá khứ về trước không có đầu mối, hiện tại về vĩ lai về sau cũng không có cái tận cùng. Thế thì cái chữ a la gia là chỉ cho cái đó, là chỉ cho cái nghĩa năng tàng là cái đó, đó là cái vũ trụ mà vô thủy vô chung về mặt thời gian, vô cùng vô cực về mặt không gian. Đó, a la gia là cái đó, đó là nghĩa năng tàng. Chứ a la gia thì là tàn thức, mà tàn nó có chia là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn ha. Mà mình nói nãy giờ đó là cái nghĩa năng tàn. Tức là mọi sự vật đều chứa đựng trong vũ trụ. Vậy thì cái vũ trụ đó ở đây nói là chỉ cho cái năng tàn của a la gia. Đó là nghĩa thứ nhất của cái chữ tàn thức. Nghĩa thứ hai á là sở tàn. Sở tàn là tất cả những cái chủng tử, chủng tử dịch là hạt giống. Tất cả những cái gì nó có đều nó có cái hạt giống, rồi nó mới sinh ra được. Hạt giống thì về thực vật thì ai cũng biết rồi, nhờ có hạt giống mà ươm mà gieo mà tỉa nó lên. Bây giờ đánh quần vợt, đá banh người ta cũng gọi là hạt giống. Những cái người nào mà giỏi, thiệt là giỏi để trong cái làng quần vợt, ở trong cái làng bóng đá, trong cái làng bóng chuyền, người ta cũng gọi là hạt giống. À, thành cái chữ chủng tử của đạo Phật là cái đó đó. Rồi thí dụ như là cách mạng đó, bây giờ người ta cũng dùng cái chữ hạt giống, hạt nhân. Thí dụ như trong này người ta đặt vô 10 người cán bộ trong này, người 10 người cán bộ giỏi về lý luận cách mạng, đó là hạt nhân của người ta đó. Để cho 10 người đó mới gặp mấy bạn bè, mới quen, mới động viên, điều tra, rồi nghiên cứu, rồi tổng hợp, rồi tuyên truyền, giáo dục, để làm sao cho mọi người đó theo cái đường lối của cách mạng, để mà cho cái cuộc cách mạng được thành công. Thế thì là trong vòng đó hoặc là 3 người hoặc là 5 người, tùy theo cái cán bộ của ta huấn luyện được nhiều hay ít. Thế thì những người đó ta cũng gọi là chủng tử, là hạt nhân, hạt nhân của phong trào. Thế thì cái từ mà chủng tử Phật giáo xài mấy ngàn năm, bây giờ người ta đem ra ta ứng dụng, ta xài nhiều lắm. Làm cách mạng cũng dùng chữ chủng tử là hạt nhân. Đá bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, đánh cầu lông, đánh quần vợt ha, đều là hạt nhân, hạt giống. Cái vợt hạt giống, cầu thủ hạt giống. Thế thì là những cái chủng tử đó mà hạt giống á, trong vũ trụ này cái gì cũng có cái hạt giống, cũng có cái hạt nhân của nó. Nếu nói về động thì thực vật thì mình nói là hạt giống. Nói về nói chung của các thứ khác, của khoáng vật, của động vật thì mình nói là hạt nhân.
tức là cái chất liệu đầu tiên, tạm gọi là đầu tiên nhé, chứ còn cái đầu tiên của đạo Phật là không có đâu à, để ý cái đó à. À, không có cái đầu tiên. Giáo lý đạo Phật là không bao giờ nói cái nào mà có cái hạt nhân hay là hạt giống hay là chủng tử gì đầu tiên, không có. Nhưng mà tạm, phải tạm nói. Thế thì là cái hạt nhân đó nè, hay là hạt giống đó, trong đó nó có hạt nhân hay là do hạt giống của khoáng vật, của động vật, của thực vật. Từ những hạt nhân hạt giống đó nó mới tác động qua lại nhau, nó diễn sinh ra cái nào khoáng vật thì nó hình thành ra khoáng vật, cái nào nó thành ra thực vật, cái nào nó thành ra động vật ha? Thì tùy ra cái chủng tử mà nó chứa ở trong cái a-la-da đó, chứa đựng ở trong đó. Thì nếu mà nói theo đạo Phật đó nè, thì cái chủng tử được tuy là nhiều, nhưng mà cái hột giống đó, mà được chứa đựng á. Và tôi nói cái này là, nói qua cái này thì các vị mà học lâu biết rồi là nó có những hột giống gì, chủng tử gì, ai biết? Theo đạo Phật thì chủng tử để diễn sinh ra hiện tượng mạng pháp này là cái gì, có thể mình nói qua. Nói cái đầu mới để diễn sinh ra cái gì đó là không được rồi. Tuy nhiên là có thể tóm lược đại khái ở trong thánh đại. Tức là cái hạt giống mà gọi là sở tàng đó, được chứa trong cái vũ trụ năng tàng đó, là gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, gọi là thất đại. Cái này mình học kinh Lăng Nghiêm đó. Thì cái địa đại là nó thật sự, nó không phải là đất, nhưng mà vì nó có cái tính rắn chắc, không ai làm gì nó tan hoại được, giống như đất vậy. Cái chất liệu đó ví nó như là cái chất liệu của đất, không ai làm gì nó tan hoại được, thì gọi đó là địa đại, chứ nó phải là đất. Tại vì mình thấy cái đất mà không cái gì làm phá hoại nó được, không có gì làm nó mất được, thì cái chất đó gọi là địa đại. Mình để ý cái mình học là phải tư duy nhé. Cái đất mà ở miền Trung hiện giờ mà lỡ bề dài 40 cây số, lỡ biển lắm vô cả 10 thước dài 40 cây số, mình thấy nó lỡ vậy chứ không hề có mất. Nó ngộ vậy đó. Con sông Thạch Hãn, con sông Thung Bồn gì đây bị lỡ, cái là xóa vô có khi nó mất cả 1, 2, 3, 4 tuần mỗi đất đường dài. Mình thấy nó lỡ, mình đã là lỡ sạc mất hết đất. Do vậy là sập nhà chết người ta, nhưng mà kỳ thật không hề có mất. Lỡ bên đây nó đem qua kia, lỡ chỗ này đem ở chỗ khác. Vì cái tính chất đó mà cái chữ địa đại là ý nghĩa là cái đó không có gì tiêu hoại được nó. Phải gọi là địa đại. Còn thủy đại là cái chất mà cái tính lỏng ha? Cái tính lỏng, cái tính mà nó có thể nó phân giải ra những cái gì đó, mà nhờ cái chất lỏng nó có thể nó phân giải ra được. Ví dụ như giờ mồ hôi trong người mình đâu có làm gì nó mất được, nhưng mà nhờ cái chất lỏng của nước để nó phân giải, nó làm hòa tan cái mồ hôi, thành ra mình xối mình tắm là mình hết mồ hôi và hết hôi liền. Những cái gì dơ tâm mình rửa đó như vậy, thế là cái chất đó nó hòa tan vô nước, nó hòa tan, nó phân giải đi là mất hết thôi. Thành ra cái chất đó người ta gọi là nước. Thì cái chất đó ta gọi đó là thủy đại. Còn quả bảo là cái tính diêm diệt, tự nó có trong không gian, trong ánh sáng mặt trời, trong hàng ngàn. Vì tánh diêm diệt đó mà mọi sự vật mới tăng trưởng, cái sự giãn nở để mà hình thành, để mà tăng trưởng nó lớn lên, sự vật nó lớn lên là do cái tánh diêm diệt giãn nở đó. Thành ra cái tánh như vậy đó nó giống như lửa, cái hơi ấm hơi nóng nó giống như lửa, cho nên gọi nó là quả đại. Chứ kỳ thật là cái tất vậy thôi, chứ không có quả gì cả. Nhưng mà thế giới tất đàn người ta nói cái đó là lửa, thế thì Phật giáo cũng nói đó là lửa, là quả đàn.
Còn cái tính mà lưu động của không khí mà ta gọi là gió, thì Phật giáo gọi là phong đại. Chứ đại có nghĩa là cái tính chất phổ biến khắp cùng. Rồi cái có gì thì gọi là có, mà cái chỗ trống rỗng như mình nhìn chỗ trống rỗng ngoài bầu trời đó thì nó giống như hư không đó mà. Thành ra cái đó đạo Phật nó gọi là không đại. Thế thì địa thủy quả phong không, năm cái đại đó nó thuộc về vật chất mà mình có thể suy lường, mình có thể là dùng phương tiện mình đo đạt, mình nắm bắt nó được, gọi nó là vật chất. Còn hai cái đại sau là kiến đại và thức đại, thì hai cái đó mình không có đo đạt, không có nắm bắt được, mà chỉ biết có nó bằng nhận thức, bằng khái niệm thôi. Đó là kiến đại và thức đại. Cái đó ta gọi là hữu tác dụng pháp, vì nó có tác dụng mà biết nó có. Hiện sở tri pháp là mọi người đều nhận thức rằng không có cái đó là con người không còn là con người nữa, động vật không còn là động vật nữa. Mà động vật hay là con người mà biết được là con người nó khác với thực vật, với khoáng vật, là do có cái kiến đại và thức đại. Cho nên ta gọi là hiện thọ dụng pháp, hữu tác dụng pháp và hiện sở tri pháp, nghĩa là do nó biểu hiện cái nhận cái sinh hoạt của nó. Ví dụ con mắt mà nếu không có cái kiến đại và thức đại thì con người chết rồi vẫn còn có mắt mà không hề thấy, lỗ tai vẫn còn nguyên mà không hề nghe, thân còn nguyên đó mà không hề biết nóng lạnh, trơn láng rính chấm gì hết. Do vậy cho nên là biết là phải có kiến đại và thức đại. Thế thì trong đạo Phật á, tuy là cái sở tàng á là cái hạt nhân vô số, nhưng mà có thể gom nó lại, tổng kết nó lại là ở trong bảy cái đại đó đủ sức để duyên khởi, để hình thành địa thủy quả phong không, là đủ sức duyên khởi ra khoáng vật và thực vật, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, đủ sức, năm đại đủ sức duyên khởi ra cái gì đó, làm những cái hình thành những khoáng vật và thực vật. Còn muốn mà hình thành một động vật á là phải thêm kiến đại và thức đại nó mới thành ra con người được. Cũng giống như đạo Chúa đó, là hồi đó Chúa móc đất cái rồi bắt đất lên cái nắng đất cái rồi phải hà sinh khí vô thì nó mới thành ra con người. Thế thì cái sinh khí gọi là hà sinh khí đó mà, ở bên Phật giáo nó không phải là hà, mà nó là do có cái kiến đại và thức đại, cho nên nó tác động vô trong đó mà nó thành ra động vật. Còn bên Chúa Trời thì có phép tắc hơn, vì vậy cho nên là không phải là do tự nhiên nó thành động vật, mà là rút cái xương sườn của ông Adam tại vai đó để làm xương cho giữa nam nữ ha, rồi bắt đất hà hơi hà sinh khí vô thì nó thành động vật. Thì bên kia gọi là hà sinh khí, bên Phật giáo mình gọi là kiến đại và thức đại. Thế thì là cái từ sở tàng á, tuy là nhiều, vạn pháp trên thế gian này rất là nhiều, không biết là bao nhiêu hả, hạt nhân chủng tử rất là nhiều, nhưng mà ta gom lại xúc tích đại cương tổng cộng lại là trong bảy chất đó có thể duyên khởi ra cả động vật, thực vật và khoáng vật trong cái vũ trụ này. Đó là cái nghĩa sở tàng của A La Gia. Cái nghĩa thứ ba là ngã ái chấp tà. Thế thì mình nói đã giờ nghe nhiều chứ kỳ thật là mình học có nghĩa năng và sợ thôi. Đạo Phật cái từ năng sợ quan trọng lắm. Bây giờ cái nghĩa thứ ba là nghĩa ngã ái chấp tà. Ngã ái chấp là gì? Là tất cả sự vật từ khoáng vật, thực vật, động vật,
cái hạt giống, cái chủng tử của nó khi mà nó chứa đựng ở trong, ở trong cái Alaya đó, mỗi mỗi đều có cái công năng duy trì, duy trì rồi tăng trưởng, nó duy trì cái sức sống của nó, rồi tăng trưởng sức sống của nó, rồi nó hình thành ra cái sức sống của nó, để nó kéo dài cái sự hiện diện của nó, cái sự tồn tại hiện hữu của nó ở ở trong cõi đời. Đó là nghĩa ngã ái chấp, chứ tàn, mà cái tàn đây là về cái mặt ngã ái chấp. Cho nên tất cả đều có cái tính chất luôn luôn là muốn duy trì sự sống, sự có mặt của mình, muốn bảo thủ, muốn phát triển, muốn hình thành và muốn tồn tại, muốn hiện hữu trên cõi đời. Mà điều đó ở bên con người ai cũng vậy, đều rất sợ chết. Đó là vì có cái tính chất ngã ái chấp tàn của A Lại Gia, nó đã dự trữ, mà nó duyên khởi, nó hình thành trong tất cả sự vật. Vì vậy mà cái loài động vật con người cũng như là động vật hạ cấp là thượng cầm hạ thú ha, cũng rất sợ chết. Đó nó phát xuất từ cái nghĩa ngã ái chấp tàn của A Lại Gia. Còn như cái cây cũng vậy, cái cây nào nó cũng cố sức để nó sống, nó không có muốn chết bao giờ. Dù là nắng khô rồi nó héo, nó sủ rồi là tối, nó hy vọng nó hứng được cái giọt sương thôi. Hột sương rất là mong manh, rất là ít oi ha, mà cũng nhờ cái sương đó để nó sống lại, sống gượng trong ngày đó. Rồi ban ngày cái xương không đủ cung cấp cái sự sức tư nhận mà héo trở lại rồi tối cũng bòn mót chút đỉnh xương khuya ha, để rồi sống lại. Chừng nào mà làm nhiều lần quá rồi mà cái sức nó càng ngày càng kiệt, mà nó không đủ sức sống, thì nó mới chịu khô, nó mới chịu chết. Cho nên nó cũng vẫn muốn duy trì sự hiện hữu, sự tồn tại, sự phát triển của nó. Thế thì thực vật cũng vậy, khoáng vật cũng vậy. Cái địa cầu nó cũng có công năng duy trì của nó, dầu nó là địa cầu, dầu đó là các cái thứ khoáng vật. Ở mình đập phá đó rồi nó sinh trưởng là cái khác. Nước bào lỡ cái mé sông bên này đem qua chỗ khác cũng vẫn là tìm cách để duy trì sự tồn tại của đất đai, của các cái thứ khoáng vật. Đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn của ba nghĩa là năng, tàn, sở. Và ngã ái chấp mình bỏ chữ tàn đi, bởi chữ tàn là mình hiểu đó là cái kho rồi. Thế thì mình học là năng, sở và ngã ái chấp. Vậy thì A La Gia có nghĩa là tàn, mà tàn nó có ba công dụng: năng, sở và ngã ái chấp. Năng tàn là chỉ cho cái vũ trụ chứa đựng tổng quát, không hề sót một thứ nào ngoài nó ra, không còn cái nào ngoài nó được nữa. Sở tàn là tất cả những cái hạt nhân, cái hạt giống, cái chủng tử được chứa đựng trong đó, để nó duyên khởi, nó hình thành ra khoáng vật, thực vật và động vật, đều là được chứa trong cái kho năng tàn đó. Còn ngã ái chấp là cái tự vệ, cái sức tự vệ, tự tồn, tự phát triển, tự hình thành, tự tồn sinh của mọi sự vật, từ động vật tới thực vật tới khoáng vật cũng vậy. Đó là nghĩa ngã ái chấp tàn. À, thế thì là cái năng biến thứ nhất là nó có cái tên A La Gia, mà A La Gia nó có ba nghĩa: năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Cái tên thứ hai của cái món năng biến thứ nhất á, món thứ nhất, cái tên thứ nhất là A La Gia, cái món năng biến thứ nhất tên A La Gia. Nó có tên thứ hai là dị thục, cái này hay lắm. Cái tên thứ hai của cái món năng biến thứ nhất này, nó có cái tên, món năng biến thứ nhất nó có ba tên, A La Gia nói rồi, rồi tới dị thục. Cái tên thứ ba là nhất thiết dụng. Dị thục để nói lên cái gì? Để nói lên về cái mặt duyên sanh của vạn pháp là đều nằm trong cái quy luật nhân quả. Không bao giờ có cái nào mà không nằm trong cái quy luật nhân quả mà hình thành, mà tồn tại, mà
mà hiện hữu được ở trên cái cõi đời này. À, mọi người đều có quyền tư duy, nếu mà thấy thật là có quyền cải. Ở đây Duy Thức Học và cho biết rằng là tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này, từ hữu tình, vô tình, động vật, thực vật, khoác vật gì, cái là trong cái quá trình mà duyên sanh để hình thành, để tồn tại, để hiện hữu trên cõi đời này, là đều không bao giờ có cái nào rời ngoài luật nhân quả được. Đó là cái nghĩa dị thục. Cũng tức là lại da, nhưng mà nhìn ra bên mặt nhân quả, nó có cái tên là dị thục. Dị thục đây nó có chia ra dị thời, như thục, dị biến như thục, và dị loại như thục. Chứ dị thục là để ý nó là nói về nhân quả, chứ thục là quả. Mà chứ dị là bắt đầu từ cái nhân mà đi tới quả. Nó có phải trải qua thời gian, khác thời gian, khác màu sắc, hình thái, và khác với cái nhân. Ví dụ như nó dị thời như thục, tức là từ nhân tới quả đó hả. Ví dụ như là một đời người của chúng ta, ví dụ như mà bữa nay mình nghe có một người mà 80 tuổi vừa qua đời. Thế thì vừa qua đời đó là cái quả đó nó chín mùi rồi đó, chứ thục là chín mùi rồi đó. Nó chấm dứt một cái chu kỳ nhân quả của người đó rồi đó. Vậy thì từ cái năm mới sanh cho tới cái năm 80 mới già được, mới chết được đó. Kể cả Đức Phật từ năm sinh ra tới năm 80, trong đó tu hành rồi có lập gia đình, rồi có đi tầm sư học đạo, rồi có chứng đạo bồ đề, rồi có thuyết pháp độ sanh, rồi sau đó nhập Niết bàn tại 80 năm, cũng không ngoài cái luật nhân quả. Dù là Như Lai Thế Tôn phải trải qua cái bằng dị thời nhi nhi thục, phải có thời gian. 5 năm tìm học là dị thời như thục, chưa thành đạo được. 6 năm tu khổ hạnh cũng chưa thành vô thượng bồ đề được. Đó là dị thời mà chưa như thục. Hả? Tức cái năm mà 30 tuổi thì thành vô thượng bồ đề được, thì nó là dị thời như thục, phải 30 tuổi mới được thành vô thượng bồ đề. Nghĩa là phải có thời gian mới thành hình thành được một cái quả vô thượng bồ đề. Và nói về một Đức Phật giáo hóa chúng sanh trong vòng 80 năm là 80 năm đó là cái bằng dị thời nhi nhi tục, nghĩa là phải có thời gian. Chúng ta cũng vậy, cái bông cúc này cũng vậy, muốn có cái bông cúc này là phải trồng ngày thứ 1 cho tới ngày thứ 90, chẳng hạn là 3 tháng ha, thì cái ngày 90 đó, 3 tháng cái cúc này nó mới có bông. Đó là dị thời nhi thục, dựa trên nhân quả, không bao giờ có cái gì mà không có nhân quả mà thành tựu được. Nắng một cái lọ này cũng vậy, từ khi đi móc đất cao lên đem về thở nắng, đó là dị thời rồi đó. Nắng rồi để cho nó khô cũng là một giai đoạn dị thời, khác thời gian nữa rồi đó, thời gian khác đó. Rồi khô rồi mới đưa vô hầm, đưa vô lò nung, cũng là dị thời đó. Thế là nung xong rồi đem ra để cho nó nguội, rồi mới đem ra thành mắm đi bán về. Thế thì thành một cái lọ này cũng là dị thời nhi như thục. Tức là từ nhân tới quả phải có thời gian. Cái nghĩa thứ hai là dị biến như thục. Dị biến là trong cái giai đoạn mà nhân quả nó hình thành đó, luôn luôn là có thay đổi. Tôi nói ví dụ về nội đây là bà con nào vậy, hồi 5 tuổi mình bắt đầu mình đi học lớp 1 đó mà. Chưa ai kêu mình là thầy giáo, cô giáo hết. Thế là mình học mà 12 năm mình có tú tài, bắt đầu người ta có thể gọi mình bằng cô giáo, thầy giáo rồi. Rồi mình học thêm 6 năm, 8 năm nữa thì gọi mình là bác sĩ, kỹ sư gì đó. Thế thì trong giai đoạn đó mình là tư là cái thằng bé, tư là cái con bé ha, lần cho tới cô em, lần cho tới cô giáo, cho tới thầy giáo, cho tới ông,
tới ngày. Thế thì là trong đó vừa hình thức cái da dẻ, cái mặt mày của mình về về tóc tai, về sự sinh trưởng của mình đó là khác, à gọi là biến gì đổi khác. Đồng thời trong cái giai đoạn mà mình học mà mấy mươi năm đó, 17 năm đó ha, là cái kiến thức của mình là luôn luôn là nó thay đổi từng tháng từng tháng từng tháng từng tháng. Đó là cái sự cơ động biến dị gì thuộc từ nhân tới quả mới biến dị, cho tới cái thành cái ông mà cử nhân hay là cái ông thạc sĩ, ông tiến sĩ đó, thì luôn luôn là thay đổi về hình thức cũng như thay đổi về tâm linh, thay đổi về địa vị, kể cả cái ăn nói chỉnh chặt đàng hoàng. Thế thì là trong cái nhân quả đó đó mà, nó có sự thay đổi luôn luôn chứ không có cái cố định. Đó là nói về con người, mà nói về cái thực vật, cái bông cúc này cũng vậy. Từ ngày mình trồng nó, còn hồi nó có 5 thân, mà mình ươm, mình bầu, mình trồng, cho tới ra cái ngày mà nó thành cái bông cúc này là trải thời gian biến dị rất là dữ. Nó phát triển từng ngày, từng ngày, từng ngày mới biến dị. Nói một cái khác nữa, ví dụ như là cái xoài hả, mình trồng mà hồi còn nhỏ thì cái bên gọi là xài trứng cá, không có chất gì, gì ăn ra gì cả. Mà một tháng sau là cái trái bằng cẳng cái tay cái là mình ăn nó chua à, mà nó chua rồi tới chừng nó già, nó móc da nó đi ha, thì đem ra ăn không còn chua như hồi nó còn mới có nửa tháng tháng, mà nó có cái chất ngọt ngọt ở trong cái chua. Và cuối cùng nó chín mùi, nó già thiệt già, mình vú thì nó thành ra cái màu đỏ, nó biến dị ra màu đỏ mà lại cái chất hoàn toàn là ngọt. Thế thì từ cái giai đoạn mà cái trái xoài còn nhỏ, trứng cá, cho tới cái giai đoạn mình ăn được là gọi là biến dị dị thuộc. Vừa hình thức, về nội dung, về bản chất đều là có thay đổi hết. Đó là cái nghĩa biến dị dị thuộc. Cái nghĩa thứ ba là dị loại dị thuộc. Cũng nói về mặt nhân quả, phải có quá trình. Tôi nói ví dụ như giờ mình phát tâm mình theo đạo Phật, hồi mình chưa biết tu gì đạo Phật đó mà tính tình mình nóng nảy, mình dữ dằn lắm, mình khó khăn, mình gắt gỏng, thậm chí độc ác cũng có. Như báo đăng ở Sài Gòn này là có mấy người mà cho vay nặng lãi tới 20 phần lãi, tới 50 phần lãi, 50 phần là một tháng. Ai mà trả tiền không đủ là thanh toán cho em Út, thanh toán ngay. Ghê vậy đó. Má đang mới đọc hôm đây, ở bên Hòa cũng có cho gia vậy, công an mới bắt 2-3 người. Và có nghi vấn là thanh toán người ta dục cái sông. Hôm trước có người bị nợ đằng mà bị dục cái sông chết. Giờ ta phăng ra coi có phải là do những cái tay anh chị này cho đàn em trừng trị hay không. Thế thì mình chưa học Phật là vậy đó. Nhưng mà mình có thể là khi mình học Phật rồi đó mà, kể từ ngày Quy Y Tam Bảo rồi, mình nghe được chánh pháp, hiểu được cái chân lý vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ ha, vấn đề chết sống không có hẹn bao lâu đâu. Nhiều khi mình làm tội lỗi vậy mà mình không có hưởng được, bằng cớ là như miền Trung một cơn thiên tai, thấy chưa? Tài thuật ngũ gia kinh Phật nói không sai, lúc tôi cuốn hết à, có khi quả quạng trái tiêu hết, còn ở cái đất Sài Gòn này biết bao nhiêu là con hư phá tan à, nó làm tiêu hết, biết bao nhiêu là bị giật cướp nó giật đi. Và có những cái mà mình tiền của mà mình làm ra mà nó bất chính là bị chính phủ xung công ha. Cho nên là khi mình học chánh pháp được rồi, mình quy y Phật rồi đó, bắt đầu biết gì, biết gì như thục, nghĩa là mình không còn hung dữ, mình không còn khó khăn độc ác, làm những cái điều đau khổ cho người khác nữa. Và bắt đầu tu tập, từ từ mình dứt được kiến hoặc là mình được quả tu đạo hoàng à, bắt đầu biến dị rồi đó à. Mà tu tập nghĩa là tâm quy ngũ giới là nó thành ra người tốt rồi đó. Tu tập thập thiện nghiệp là hưởng cái an lành hạnh phúc của cõi trời rồi đó. Rồi tu tập thêm tứ đế hả, là nó thành ra a la hán quả, là dứt được kiến hoặc tư hoặc là nó thành a la hán quả. Và từ A La Hán quả mà nếu phát tâm tu dũng mãnh nữa thì nó thành tới vô thượng bồ đề.
Như vậy thì từ cái con người là một con người rất hung dữ, vậy mà phát tâm tu hành rồi nó biến dị ra thì sau đó không còn là một cái bà chằn mana. No, cho dây nặng lãi nữa, mà một người phàm phu nó trở lên nó thành cái đấng Như Lai vô thượng, đó ta gọi là dị loại di thục, từ nhân tới quả nó khác hẳn, nó thay đổi cái chủng loại. Trước kia là mình sống với cái tâm hồn thuộc về địa ngục, thuộc về ngạ quỷ, nhưng mà bây giờ đây từ ngày biết tu rồi đó, nó chuyển thành cái tâm hồn của trời, của Tu Đà Hoàng, tức là Hàm, A Na Hàm, A La Hán, cho tới là thành ra cái tâm hồn của một đấng Thế Tôn vô thượng. Do vậy cho nên mọi người tu đều có thể thành Thế Tôn vô thượng được. Đó là ta gọi là dị loại di thuật, từ nhân tới quả nó đổi hẳn, đổi hẳn cái chủng loại. Đó là cái tên thứ hai, là cái tên dị thuật nó có ba nghĩa, vậy là dị thời di thuật, dị biến di thuật và dị loại di thuật. Để cái nghĩa về mặt nhân quả, cái tên thứ ba, cái tên nhất thiết chủng, nhất thiết chủng là cái tên thứ ba này mà là nhất thiết chủng, tức là tất cả những cái hạt giống mà mình nói hồi nãy, hạt giống cơ bản, hạt giống sở tàn đó. Thế thì năng tàn là ai? Là da. Mà những cái hạt giống, tất cả những hạt giống mà chứa trong ai là da đó, thì đó là cái sở tàn đó mà. Cái sở tàn đó tức là nhất thiết chủng. Thế nên nó có tên là nhất thiết chủng. Nhìn về cái mặt năng tàn thì nó tên là ai là da. Mà nhìn về cái chủng tử của vạn pháp mình bị chứa ở bên trong á, thì nó có cái tên là nhất thiết chủng. Cũng như nhìn vào cái mà cái thúc để đựng thì gọi nó là cái thúc, mà nhìn vào cái bắp mà đựng ở trong thì nói đây là bắp, chứ không phải là cái thúc nữa, mà nói đây là bắp. Cái thúc này là cái thúc bắp, cái thúc đậu. Cái này gì đây, này là đậu. Vì trong đó chứa mấy thứ đậu là tùy mình ha, nhưng mà này gì đây là cái thúng đậu thì tao không đề cập vấn đề nó đựng nữa, mà ta chỉ thấy về cái mặt đấy là trong cái thúng đó toàn là đậu, 5-10 giống, cả mè, cả bắp, cả khoai gì đó, đậu bắp khoai ha. Do vậy cho nên là nhìn bên cái mặt mà sự vật hiện tượng mà bị chứa ở trong cái a la da đó, thì cái a la da đó nó có cái tên là nhất thiết chủng. Nhất thiết chủng là tức là tất cả những cái chủng tử đều được chứa ở trong cái là da năng tàn kia. Từ cái chỗ mà nó có cái tên nhất thiết chủng đó mà, cái món này biết thứ nhất nó có tên là nhất thiết chủng, nhớ vậy đó. Do vậy cho nên sau này mình học có bài kệ đó, do nhất thiết chủng thức nó như thị biến mà dĩ triển chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh đó. Cái nhất thiết chủng thức tức là cái hột giống mà bị chứa, được chứa trong cái a la da năng tàn, nó biến như vậy và như vậy, tức là nó tương quan tác dụng với nhau nữa, mà nó duyên sanh, nó hình thành ra hiện tượng vạn pháp. Mà nó hình thành đây hiện tượng vạn pháp là không ngoài cái quy luật nhân và quả, tức là dị thời dị thục, dị biến dị thục, dị loại dị thục, nó tương quan nha. Đó. Thế thì cái món đặc biệt thứ ba, món đặc biệt thứ nhất ha, nó có ba tên nè: a la da là tên dị thục, là tên nhất thiết chủng nè. Mà tên a la da thì nó lại có ba nghĩa là năng tàn, sở tàn và ngã chấp tàn đó. Cho nên học này học cho cũng phải đầu tư cái suy nghĩ, phải có thời gian ha, chứ không là nghe khó dữ lắm.
Đấy, cái môn học nào cũng vậy, nó có cái chuyên môn của nó, thành ra là mình muốn nghiên cứu mình tìm là phải chịu khó, mình học những cái khó thôi à, chứ không có làm sao mà nó dễ cho tất cả mọi người được. Thế thì mới đang biết với cô bà tâm hiểu rồi nè, không thể biết sự tích thọ, bất khả tri tích thọ xứ liệu. Cái sự tích thọ như của cái A-la-gia thức này đó mà nó tiếp nhận gì, nó duy trì, nó phát triển ở trong đó, nghĩa là không ai biết được. Nó tương quan tương duyên rồi nó hình thành, mình không thể biết được. Cũng giống như là tôi dùng cái chữ mà do cái thiết chủng thức mà như thị biến, di chuyển chuyển lực cố mà bí phân biệt sanh đó. Do cái nhất thiết chủng thức nó chứa tất cả chủng tử rồi, nó như thị biến, nó biến chuyển mà mình không biết được, không biết nó biến chuyển mà cách nào, nó làm sao mình không biết được. Nhưng mà sự vật hiện tượng vẫn sanh. Giống như bữa trước tôi nói là một cái mẻ nước mưa mà đựng nước mưa, nước mưa không hề có cái con gì ở trong đó hết, vậy mà nó như thị biến, rồi nó có đủ thứ con nhung nhúc, con cung quanh, có con bò bay mà lặn dưới nước, bò như con rùa vậy mà nó bay chạy rất nhanh, mà nếu mà tung nó lên nó bay được, nó có cánh mà nó vẫn lặn dưới nước. Thế thì trong một cái mẻ nước như vậy, nó như thị biến, là mình không làm sao mình biết nó chấp thọ, nó duy trì, nó chứa đựng được, cái nó kiếm cái giống đó ở đâu mà nó không kiếm được, mình không biết được. Thành ra cái là do thích cái năng tàng này nó chứa cái hột giống đó mà, rồi nó duyên ra, nó hình thành cách nào mình không biết được. Mà tôi đã từng nói với dởm là do nhất thức cơm nếp như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố mà bí cơm rượu xanh. Cơm nếp và rắc men vô, men không có nồng, cơm nếp không có ngọt, không có nồng, không có cay, vậy mà men rắc vô cơm nếp rồi dò duyên lại, lấy lá quấn để vô trong cái thẩu đậy nắp lại 3 ngày thì có ngọt như đường, có nồng như rượu và có nước như là nước, như là nước đường nấu đổ vô vậy. Thế thì nước đó ở đâu, rượu nồng đó ở đâu, chất ngọt đó ở đâu, mà đó là do cơm nếp, rồi nó biến như vậy là bị cơm rượu xanh. À thì đây tôi gọi là bất khả tri chấp thọ, cái sự tiếp thu, sự thọ nhận, cái sự duyên sinh của nó người ta không có biết được. Nói thì nói nghĩa là trước ngang một cái lý lịch nào đó để mà nói là ví dụ như nó bông cúc này, nó là cái này là đất nước thân có ra bông cúc này, nói đó là lý lịch trích ngang. Chứ trong thân không hề có bông cúc, trong nước cũng không hề có cái cây cúc, làm sao có bông cúc được. Trong đất không hề có cây cúc, làm sao có bông cúc được. Vậy mà do nhiều cái không có cúc duyên sanh ra cúc. Do vậy cho nên kêu bằng bất khả tri chấp thọ, cái a la gia thức nó chấp thọ, nó duy trì những cái chủng tử sở tàng của nó ha, mà con người bất khả tri, chứ không phải cái nào cũng tri đâu. Dù là khoa học ngày nay, nghĩa là ta nghiên cứu những cái vĩ đại lắm, phát triển ghê gớm về cái kiến thức của con người lắm, nhưng mà có những cái vẫn bất khả tri. Cái sự tác động qua lại hình thành của sự do hiện tượng chỉ hiểu bằng cách là trích nha khúc nào đó mà nói thôi, chứ tìm ra cái nguyên ủy của sự vật hiện tượng không bao giờ nói trúng được. Còn Như Lai Thế Tôn thì Như Lai biết rằng là Như Lai không hề nói trúng được rồi, mà Như Lai chỉ biết đại khái là duyên sanh, mà nhân duyên sanh. Nhưng mà nói nhân duyên sanh là tôi nói, Như Lai nói với các vị vậy thôi, chứ mà nói là duyên sanh là Như Lai hỏi cho một hồi không biết được đâu mà nói. Duyên thì là như cái nào, đây nè, chấp nhận là duyên sanh đi, nhưng mà hỏi Như Lai chứ, dạ Như Lai chứ duyên nào nó thành ra cái này. Như Lai nói rằng phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp. Một đối tượng nào đó
thời điểm nào đó Như Lai nói là do nhân duyên sanh, do hòa hợp, nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nhưng mà rồi tới chừng mà hỏi Như Lai nói cho mà biết, Như Lai nói vậy chứ mà chưa phải vậy đâu, đừng có nói nhân duyên sanh là trúng, phải đâu. Phi nhân duyên, phi tự nhiên, phi hòa, phi hợp, nói không có trúng. Như Lai tự nói, tự nhận định rằng là mình nói cũng không trúng được, chứ đừng có nói chi người thường. Bởi vì nó là cái chân lý của vũ trụ, nó biết như vậy mà làm sao mà nói cho được. Nói là nhánh cúc là nhân, rồi cầm với phân rồi tưới nước lên là duyên, nhiêu đủ chưa? Ăn nhầm gì với cái nhánh cúc này, với cái bông cúc này? Nên bất khả tri chấp thọ xứ liệu, không thể biết được sự chấp thọ cảnh và căn. Căn là chỉ cho động vật hữu tình. Động vật hữu tình nó có ra con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là lục căn. Tại sao á cái chỗ này không thấy mà thấy chỉ chỗ con mắt thôi? Còn tại sao kế bên đây không nghe mà nghe chỉ có cái chỗ này? Làm sao ai nói được? Cái đó chỉ có ai là gia thức rồi, nó tác động nó như thị biến mình di chuyển chuyển lực cố bị phân biệt sanh thôi. Nói như vậy là như vậy thôi. Cho nên là căn và cảnh thang, thân căn của bên hữu tình và khí thế giới bất khả tri chấp thọ, không thể biết được. Ở đây gọi là ngũ uẩn, là thất đại, là hình thành thân đại thế gì. Như Lai nói đó là lý lịch trích ngang. Chứ ngũ uẩn làm sao mà đủ sức để mà duyên khởi hình thành ra con một hữu tình như con người. Thất đại bao nhiêu đó đủ rồi sao? Cái gì làm ra địa đại, cái gì làm ra thủy đại, bao nhiêu hằng hà sa số duyên mới làm ra được cái chất thủy đại, chứ khi không đâu phải thủy đại là thủy đại. Do vậy cho nên là bất khả tri chấp thọ xứ liệu, thân căn và cảnh giới, nghĩa là cái a la gia nó chấp trì, nó duyên sanh, nó hình thành, nó phát triển đó mà bất khả tri. Mà chỉ nói rằng là như thị biến chỉ chuyển chuyển lực do cái sức vận động, do cái sức chuyển chuyển, do cái sức tương quan tác động như vậy và như vậy mà nó hình thành ra. Chứ Như Lai cũng còn không còn nói cái nguyên do nào để nó hình thành ra cái nào nữa cơ, huống chi là chúng ta mà nói thì nói sao cho được. Thành ra bất khả tri chấp thọ xứ liệu, thường giữ xúc. Trên đó là nói món năng biến thứ nhất rồi đó nha. Rồi từ cái câu mà thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tư đó là nói về tâm sở đó. Nó thường cùng với xúc các ý thọ tưởng tư, đó là nói về tâm sở đó. Như thế là món năng biến thứ nhất, tức là để bác thức a lại a la gia nó chỉ có năm món tâm sở tương ứng với nó thôi, đó là xúc các ý thọ tưởng tư. Xúc là ví dụ như là đây là nhãn căn, đây là cảnh sắc cảnh. Thế thì là giữa nhãn căn và sắc cảnh này nó có một cái tâm sở xúc, có tâm sở xúc mới con mắt mình mới thấy được cái hoa cúc. Nếu không có tâm sở xúc thì con mắt nó không tới cái hoa cúc được. Con mắt nó phải tới cái hoa cúc. Mà trong khi mà hai cái nó tới như vậy, có nghĩa là nó có cái tâm sở xúc, phải có cái điều kiện phụ là cái tâm sở xúc. Còn thêm cái tâm sở thứ hai gọi là tác ý. Nếu như mà con mắt của mình mà có đi tới cái hoa cúc này thật sự mà mình không có tác ý, tức là mình không có để ý, thì mình ngồi á, ví dụ như là các Phật tử như ngồi lên đây là dòm cả giờ đồng hồ lên cái bình bông này đó nha, con mắt có tới đây dư sức khỏi, nó đi khỏi cái bông này nữa,
Nhưng mà ở trên bàn nãy là các anh các chị có thấy cái gì trên đó, có cái bông cái hoa gì không? Không thấy. Là tại vì cái người không thấy đó, là tại vì cái người đó không có tác ý. Có xúc đi lướt ngang qua cái bình bông mà không có tác ý, cho nên là không thấy bình bông. Còn người vừa có xúc mà vừa có tác ý thì người đó mới thấy được cái bình bông. Đó là hai cái tâm sở, là xúc và tác ý nè. Cái tâm sở thứ ba là thọ. Thọ tức là tiếp thu cái bình hoa này. Tiếp thu cái bình hoa này là bình hoa màu vàng. Và hoa này màu vàng, có cái loại hoa lan nữa màu tím. Thế thì là bình hoa này đẹp. Bình hoa này đẹp. Đó là thọ đó. Chấp nhận là thọ, đây là lạc thọ ha. Thấy bình hoa này đẹp, thích. Có ý nghĩa là thích cái bình hoa này, bình hoa này đẹp. Đó là thọ tâm sở, mà thọ lạc đấy. Thọ vui, thích. Thế là thêm cái tâm sở thứ ba là thọ rồi. Và từ cái thọ tâm sở đó, nó mới tiếp thu vô trong cái nhãn thức của mình đó. Rồi nó khởi ra cái tâm sở thứ tư là tưởng. Tưởng tượng cái bình hoa đẹp như thế, mình đánh giá rằng bình hoa này là hoa đẹp, hoa này là hoa có giá trị. Thành ra gọi là tâm sở tưởng. Từ cái tiếp thu, từ cái lãnh thọ đó mà, rồi cái là mới đưa vô trong cái là da mình đó, cộng với cái ý thức bữa sau mình học tới đó, cái ngã ái tóc tàn đó, nó đánh giá bình hoa này đẹp. Thế là nó tưởng tượng bình hoa này, nó sinh ra khởi cái ý niệm, là thí dụ đi, khởi là ý niệm tham, bắt đầu nó sinh ra chỗ đó. Thế thì tưởng tượng đánh giá bình hoa là đẹp, đó là tưởng. Tưởng rồi sau đó mới suy nghĩ về cái hình dáng của cái bình hoa này. Nếu mà chưa khởi tâm tham ha, thì suy nghĩ về cái hình dáng cái hoa này. Để rồi sau này mình có cơ hội mình làm ra cái hoa đó, hoặc mình mua cái hoa đó, thí dụ vậy. Thế thì là những cái tâm sở mà tương ưng với cái món năng biến thứ nhất này của Alaya này là có 5 cái tâm sở thôi. Là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Cái chữ tâm sở là cũng phải để ý. Tâm sở tức là tâm sở hữu pháp. Nó là cái pháp sở hữu phụ thuộc. Cái pháp sở hữu, cái pháp phụ thuộc của tâm vương. Mà món năng biến thứ nhất như nói nãy đó là chỉ cho đệ bát thức tâm vương. Thì nó có 5 cái món tâm sở gọi là tâm vương chi sở hữu pháp. Tâm sở là nó tắt của chữ tâm vương chi sở hữu pháp. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Nó tùy thuộc, nó phụ thuộc tâm vương. Ta định nghĩa cho tâm sở là hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng và hệ thuộc y tâm. Gọi là tâm sở là luôn luôn là do tâm vương mà sanh khởi nó ra. Thí dụ như tác ý là từ nó tâm vương sanh khởi nó ra. Xúc, thọ, tưởng, tư đều là từ nó tâm vương mà sanh khởi nó ra. Thế thì tâm sở tức là hàng y tâm khởi, luôn luôn là do tâm vương khởi. Chứ tâm sở là cái bằng nghĩa thứ hai là giữ tâm tương ứng, là nó luôn luôn nó tương ứng với tâm vương. Thứ ba là hệ thuộc y tâm. Tâm vương chủ động, tâm vương muốn thế nào thì nó sanh ra, hay là nó diệt là tùy tâm vương chủ động. Gọi đó là tâm sở. Thế thì cái tâm sở mà tương ứng với cái món năng biến thứ nhất là gia thức á, là để bát thức á, là có 5 tâm sở thôi. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Năm tâm sở này là thuộc về cái tánh đó, tánh vô ký. Cho nên mình như đây cho mình học nhiều lắm đó nha. Rồi tương ứng chưa xá thọ, 5 cái món đó, tâm sở mình học nó xúc tác ý thọ tưởng tư nhé, tương ứng với cái đệ bát thức, tương ứng với món năng biến thứ nhất. Nhưng mà xúc tác ý thọ tưởng tư, tôi chỉ thọ này nè,
nó có ba nghĩa: khổ thọ, lạc thọ và xả xả thọ. Mà cái món năng đứng thứ nhất, tức là cái đệ bát thức à là do đây, nó chỉ tương ứng với cái xả thọ thôi, tức là thọ không có thọ gì hết, cho nên không có tương ứng với khổ thọ hay là lạc thọ. À, là bởi vì cái đệ bát thức a la da nó không có cái tánh phân biệt, nó chỉ tiếp thu, nó soi gọi như vậy thôi, chứ nó không có cái tánh phân biệt đánh giá. Do vậy cho nên là đối với sự vật hiện tượng là nó luôn luôn là vô ký. À, tánh vô ký tương ứng với xả thọ. Xả thọ nghĩa là không có thọ gì hết. Cái năng biến thứ nhất này là nó không có thọ vui mà cũng không có thọ khổ, mà nó là kêu bằng xả thọ. Và nó tương ứng với ba tánh: tánh thiện, tánh ác, tánh vô ký. Thì nó tương ứng với tánh vô ký thôi. Có nghĩa là để bác thức không hề có thọ vui, thọ khổ, thọ đắc, thọ thất, thọ minh, thọ nhục gì cả, mà nó là vô ký tánh. Cái chữ vô ký đó là giống như là một cái ly nước mà hoàn toàn là nước trong veo, không có màu sắc. Cái chữ vô ký mình phải để ý nó có ba thứ: một là vô ký là một, mà hữu vô vô ký, rồi vô 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 ký. Cái từ vô ký là ví dụ như cái ly nước hoàn toàn trong mà không hề có màu sắc gì hết, không hề có một cái gợn nhơ nào hết. Để bác thức của mình là vậy đó nha. Cho nên cái đó đó, Phật tánh của mình là mình trở về cái đó đó. Mình tu tập làm sao mà mình trở về cái đó đó, mình gạt bớt những cái mà tiếp thu lăng xăng lộn xộn của bảy thức trước. Bảy thức trước là nguy hiểm. Bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tác mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Trong tám anh em có một chàng si, một nàng lanh lợi, thật là khôn ngoan, thật là kinh nghi, đáng kinh nghi. Năm em đoan đã mời đón khách, một chị ngoan hiền làm chủ. Bữa nào dịch ở những bài sau, giờ không thì không có nhớ sao mình học cái đó. Một cái người, một người chị ngoan hiền làm chủ của cái nhà. Thế thì là trong tám thức đó mà, một thằng si á, trong tám em có một thằng si là chỉ cho cái đệ thất mạt na thức, là cái thức thứ bảy. Nó đần độn lắm, nó chỉ có cái công việc là bảo thủ chấp ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, bảo thủ sự sinh tồn, sự tồn sanh, duy trì sự sống thông qua cái biểu hiện, qua cái sự chấp ngã. Độc hữu nhất cá tối linh ly là có một cái anh chàng nó rất là khôn ngoan mà đáng kinh nghi, là cái anh đệ lục thức, thức thứ sáu. Thức thứ sáu nó có thể là tánh thiện nó cũng có nè, ác nó cũng ác dữ nè, mà thiện nó cũng làm thiện được nè, mà không thiện không ác nó cũng có, nó có đủ ba tánh. Không thiện không ác tức là tánh vô ký. Thế thì cái anh đệ lục thức của mình đó ha, nó có ba tánh đó. Thiện nó cũng làm thiện cũng tốt lắm, phát triển cái thiện nó cũng làm tốt lắm. Mà nếu mà cái duyên xấu mà có bạn bè xấu, thầy tà bạn xấu rủ đi làm việc ác, nó cũng làm ác dữ lắm. Rồi có lúc đây là nó không có gì hết, nó không thiện nó không ác, nó cũng có nó. Đó là cái đệ lục ý thức, tức là cái thức thứ sáu. Còn cái năm thức trước là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì ôi nó tiếp xúc với ngoại cảnh rất là đều đặn liên tục trong ngày. Nhưng mà mấy đó thì nó không có nguy hiểm, nó không có thâm tầm, nó không có sâu sắc, vì nó cũng có thể là thiện, nó cũng có thể là ác, nhưng mà nó không có thâm tầm sâu sắc.
giống như là năm thằng anh em đó nó buôn bán tiếp khách chiêu hiền đại sĩ buôn bán bên ngoài mà nó không có giữ kép tiền bạc, cũng không có ra cái âm mưu mua gian bán lận gì hết, nó chỉ mua bán vậy thôi, nó là người khách, là người buôn bán vậy thôi, trung gian nó mua bán vậy. Còn có cái thích thứ 8 này nè, là ngoan hiền mà làm chủ trong cái gia đình. Cho nên ngày nào mà ta còn sống là cái ngày đó là A Lại Gia luôn luôn là ngự trị trong ta, không bao giờ có phút nào gián đoạn, kể cả lúc ta ngủ. Ta mà còn sống là do A Lại Gia. Còn bảy thức trước thì có lúc có lúc không, chứ A Lại Gia thì luôn luôn là tồn tại hiện hữu trong ta. Thế thì là cái tính của Đề Bá Xuất là vô phú vô ký, tức là nó không thiện và càng không có cái ác. Nó giống như là một ly nước thật trong vậy, không có màu gì hết. Còn ví dụ như thức thứ 7 thì chừng đó mình học khác à, hữu phú vô ký à, coi như ly nước trong vậy mà có chất có trọng rồi. Ví dụ như ly dầu, mình rất là ly dầu, mình để là nhìn giống như ly nước trong vậy, nhưng mà dầu nó có thể không hòa tan với những chất nào đó, nó có chất rồi. Còn như cái ly nước lã mà nó ha, là nó sẵn sàng hợp tác với bất cứ cái màu gì, cái chất gì. Tại cái tính nó là vô ký. Xúc tác ý cũng vậy, tức là xúc tác ý thọ tưởng tư năm cái tâm sở mà nó tương ứng với cái A Lại Gia này á, với cái món năng biến thứ nhất này á, nó cũng là cái tánh vô phú vô ký, nghĩa là không làm nên tội lỗi cho ai, cũng chẳng đem lại sự an cư lạc nghiệp hạnh phúc cho ai. Ví dụ như công dụng này, giờ mình nhìn cái bình hoa này thì nó có cái tâm sở xúc là nó chỉ đụng chạm tới, nó tiếp nhận cái hình dáng của cái hoa thôi, mà nó không có thấy rằng là hoa đẹp hay hoa xấu gì cả. Cho nên là người ta gọi là vô ký là vậy đó. Tác ý cũng vậy, cái tác ý cũng tự nó cũng không có làm nên tội lỗi gì cả. Mà nếu như mình thấy cái mình qua đẹp mà mình sinh tâm tham ra, cái đó khác rồi à, thuộc về của anh đệ lục ý thức rồi á, chứ không phải là của cái anh đệ bát thức này đâu. Đệ bát thức thì tác ý thì vẫn có, xúc thì vẫn có, mà không hề có đánh giá nên lấy hay nên bỏ và tham hay không tham, mà khởi tâm bằng lòng thỏa vui hay là không bằng lòng bực bội, đó là nó qua của đệ lục ý thức rồi, mình sẽ học sao. Thế thì là xúc tác ý cũng tính vô phú vô ký, và nó hằng mà nó hoàng vừa chuyển như cái dòng nước của cái thác vậy. Là hằng là như tôi nói nãy đó, ngày nào mà ta còn sống là gia liên tục ở trong ta. Nhưng mà cái sự liên tục mà làm cho ta sống đây, nó không phải là nó liên tục cứng khư như là một cái gì mà đông đặc cứng khư, mà luôn luôn là cái sự chuyển biến, ta gọi là từng sát na sanh diệt. Nó còn ở trong ta, nó hiện hữu ở trong ta, nhưng mà luôn luôn chuyển biến từng sát na sanh diệt. Vì vậy cho nên gặp cái môi trường xấu, hoàn cảnh xấu là cái mạng sống của ta cũng từng sát na sanh diệt trong cái chiều hướng sức khỏe kém dần. Nếu ở trong cái môi trường tốt, hoàn cảnh tốt thì cũng từng sát na sanh diệt, mà ở trong cái chiều hướng là sức khỏe tăng trưởng, hồng huyết cầu tăng trưởng, không khí tốt thì làm cho hồng huyết cầu tăng trưởng, ở trong môi trường xấu thì làm cho sự sống của ta, tim của ta nghẹt thở ha, hồng huyết cầu giảm, ta suy yếu. Tuy nhiên là lúc nào cũng vẫn hằng mà vì chuyển, cho nên nó sẽ biến chuyển, nó bị ảnh hưởng theo cái môi trường, cái hoàn cảnh mà ta có thể tăng sức khỏe hay là giảm. Cho nên cái đệ bát thức á, cái A Lại Gia thức á,
Tức là cái món năng biết thứ nhất này đó, vừa hằng và vừa chuyển. Và đó là nói về con người ấy mà. Còn về cái vũ trụ này cũng vậy. Nói về rộng thì nói là cái vũ trụ nói hồi nãy, thủ cùng tâm tới hoành biến thập phương là ai, là gia thức. Mà nói về thu hẹp thì là trong con người của chúng ta đó mà. Đó là nó duy trì cái mạng sống của con người. Thành ra con người là nhân thân, là tiểu vũ trụ. À, để ý cái chỗ đó. Sách thuốc ta nghiên cứu cái đó. Trong cái thân thể con người là một cái vũ trụ thâu hẹp đấy. Nó giống như là một cái tuồng kịch, một cái vở hát cải lương. Nó rộng hơn là một cái bộ phim ảnh nào đó. Nó là một xã hội thâu gọn, thâu hẹp. Tuồng hát là xã hội thâu hẹp, tuồng kịch cũng vậy. Đó là cái xã hội thâu hẹp. Thì cái thân của con người là một cái tiểu vũ trụ, cái vũ trụ thâu hẹp. Cho nên cái A-la-gia bên ngoài thì nó là trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, để nó duy trì cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, hữu tình vô tình. Còn ở trong con người ta đó thì là cái A-la-gia, tức là cái đệ bát thức của ta, nó duy trì cái mạng sống của ta. Trong đó nó điều hành về địa thủy quả phong không kiến thức. Đó là cái hiện tượng duyên sanh của đệ bát A-la-gia thức trong ta. À, còn cái đệ bát, còn cái mà A-la-gia thức bên ngoài á, thì cũng địa thủy quả phong không kiến thức, nó tàn trữ ở trong cái vũ trụ bao la này. Do vậy cho nên là con người rõ ràng là tối lên vạn vật là cái chỗ đó. Chỉ có thân con người là nó mới giống như cái vũ trụ thâu hẹp, cũng địa cũng thủy cũng quả cũng phong cũng không cũng kiến cũng thức như vậy. Và cái vũ trụ bên ngoài nó hằng mà nó chuyển, mạng sống của ta cũng hằng mà cũng chuyển như bọc lưu. Cho nên vũ trụ ở ngoài nó động đất liên miên, Thổ Nhĩ Kỳ này động đất nữa, trên thế giới động đất dài dài, bên Mỹ cũng động đất nữa. Và chiến tranh thì giặc giả là những cái hiện tượng là sinh trụ dị diệt, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, nó biểu hiện liên tục về mặt vũ trụ. Thì bản thân con người cũng vậy. Thiên nhược cải thường bất thông tức vũ, mà nhân nhược cải thường bất bệnh tức tử. Người mà trái thường mà không bệnh ha thì cũng chết thôi. Còn ai không chết thì cũng phải có bệnh. Đó là cái lẽ thường. Trời, cái lẽ thường của trời là không gió thì mưa. Cho nên là cái vấn đề mà thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt đó, cái người học đạo mà thâm sâu rồi là không có chuyện gì quan trọng đâu. Cái vấn đề năm 2000 này mà người ta đồn đại lung tung beng, có nhầm gì đối với người học Phật? Chỉ là chuyện bình thường thế gian. Đức Phật nói một lần một là xong hết. Thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Nói một lần một, thế gian này là vô thường. Toàn cái quốc độ trên thế gian này đều là tạm bợ, đều là mong manh. Tứ đại địa thủy quả phong không kiến thức, thất đại khổ và không. Thân ngũ ấm của người là vô ngã. Vì vô ngã cho nên là không có tự chủ được. Nó vấn đề nó rõ ràng như thế. Thành ra là cái A-la-gia đó vừa hăng mà vừa chuyển như là nước của thác. A-la-hớn vị xã tu mà được cái quả A-la-hớn là cái tên A-la-gia này đổi, không còn cái tên A-la-gia. Bởi lẽ A-la-gia này là nó chứa cái chủng tử á, lẫn lộn thiện giả vô ký, nó chứa lẫn lộn hết. Nhưng mà khi mà tu hành mà được tới cái quả vị A-la-hớn rồi đó, thì những cái chủng tử ác đó, nó nằm ở trong kiến hoặc là tu hoặc đó mà, thì A-la-hớn người ta loại bỏ ra rồi, loại bỏ cái chủng tử ác ra rồi. Vì ta thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh, thấy rõ rồi. Do vậy mà người ta không làm những điều ác, những điều tội lỗi.
Do vậy mà A-la-hán không còn cái tên A-la-gia, mà ta chuyển đi, nó thành ra cái thức, chẳng hạn như là dị thục thức. Đó là mình giải phần hàng từ chữ ha. Bây giờ cái thuật ngữ này đây nè, đại chúng để ý mà học cái này là cần lắm đây nè. Giải thích thuật ngữ tức là danh từ chuyên môn của đạo Phật đó nè. A la gia phản âm dịch là tàn, tàn có nghĩa là nhà kho. A la gia ví cái kho vĩ đại, về không gian không biên giới, về thời gian tột ba đời. Do đó nó có cái tên là tàn thức. Tàn có ba nghĩa, nếu nhìn qua ba phương diện, đó là năng tàn, sở tàn và ngã ái chấp tàn. Nhìn bên mặt công dụng chứa đựng của nhà kho, đó là cái nghĩa năng tàn. À, đây là ta giải nghĩa cho mình rõ mà. Nhìn bên mặt các cái loài chủng tử bị chứa thì gọi đó là nghĩa sở tàn. Còn nhìn bên cái mặt duy trì sức sống, sự sinh trưởng và phát triển của sự vật để mà hình thành, đó là cái nghĩa ngã ái chấp tàn. Đó, thành ra cái chữ A la gia nó có ba nghĩa vậy. Còn cái dị thục là sao? Nó có cái tên thứ hai là dị thục là sao? Nó có ba nghĩa là dị thờ dị thục, dị biến dị thục và dị loại nhi dị thục. Từ nhân tới quả phải trải qua thời gian, là gọi là khác thời mà. Từ nhân tới quả phải khác thời. Từ nhân tới quả phải luôn luôn là phủ định lấy nhau. Sự vật luôn luôn là phủ định lấy nhau, phải thay đổi, không bao giờ cố định, gọi là dị biến. Cho nên là trên cõi đời này mà sự vật có phủ định lấy nhau có gì đâu đáng sợ đâu. Sự vật không có phủ định lấy nhau thì con người mình không có cái lớn tuổi như ngày nay được. Con nít mới sinh ra có 3 ký 2 ha, tháng sau là 5 ký 8, 3 tháng sau là 7 ký 4, 12 ký nó được tới 9 ký rồi. Thế là đó là do sự vật cái phủ định lấy nhau đó chứ, nó dị thời dị thục, nó dị biến gì dị thục đó chứ. Đó. Rồi cho tới ngày nó thành ra học trò, rồi thành sinh viên, rồi thành thầy giáo, cô giáo, rồi thành ra ông bác sĩ, bà tiến sĩ bên mình. À, đó là cái bằng là dị thời dị thục, dị biến dị biến dị thục và dị loại dị thục. Hồi nhỏ là nó khó nuôi quá cho nên đặt nó là bé lò lem. Bé lò lem. Nhưng mà lớn lên là học giỏi quá trời, nó thi một năm thì vô 3 cái trường đại học có đổ hết. À, thế thì bây giờ ta gọi là cái cô nữ sinh đó, cô sinh viên ha. Rồi sau đó nó làm cái bà dược sĩ, rồi bà bác sĩ, rồi bà luật sư, thạc sĩ, tiến sĩ vân vân. Đó là dị biến dị thục, không còn là bé lọ lem nữa. Và khi mà đổi như vậy cũng gọi là dị loại dị thục nữa. Hồi nhỏ mình là đứa nhỏ tầm thường, bây giờ đây là một người có phước đức, có trí tuệ, có danh vọng địa vị, thế là nó khác, nó không còn là cái hồi nhỏ, cái bản chất của hồi nhỏ nữa. Chủng tử của vạn pháp duyên sinh và phát triển hình thành luôn luôn theo cái luật nhân quả nhất định. Đây là xác định cái lý chân lý nhân quả. Ai mà không tin cái chân lý nhân quả thì sẽ bị cái chân lý nhân quả ngay trong đời hiện tại. Cái điều này rất là rõ ràng. Cái bằng chỉ tranh lai tạo, giữ lai trì, hoặc làm nó đến sớm hoặc là nó đến muộn. Nếu mà mình sống sai lý nhân quả là mình sẽ bị à. Mình làm những điều ác, những điều sai với đạo lý ha, thì mình sẽ bị cái tai họa thôi. Còn mình sống coi hiền lành, trước mắt mình coi như lỗ lã thì thò vậy. À mà chính cái đó đó mà tục ngữ ta gọi là ăn trời ở chợ, là ông bà sở cho,
rồi làm ăn cứ thường 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 vậy mà nó nhẹ nhàng mà nó khá khấm khá để tiến tới rồi còn 8, 7, 80 tuổi như ai vậy, mà tâm hồn mình rất nhẹ nhàng, nó không có đau khổ, nó không có rây rứt, nó không có cái mặc cảm tội lỗi. Cho nên cái đạo lý nhân quả nó hay lắm. Thành ra nó duyên khởi hình thành theo luật nhân quả nhất định, nghĩa là sự vật từ khi sinh đến lúc hình thành viên mãn một chính thể phải trải qua thời gian, đó là nghĩa dị thời. Từ khi sinh đến cái lúc hình thành viên mãn, kết cục của một cái chu kỳ nhân quả phải trải qua sự thay đổi liên tục, sự phủ định không ngừng, đó là nghĩa dị biến. Phủ định luôn luôn, phủ định lấy nhau. Cho nên là cái chân lý nhân quả, chân lý nhân quả mà là cái chủ nghĩa Mác Lênin người ta gọi là cái quy luật phủ định của phủ định, đó là cái nghĩa biến dị di tục, là cái triết học Mác Lênin gọi là quy luật phủ định của phủ định. Sự vật luôn luôn phủ định lấy nhau, nếu mà sự vật mà không phủ định lấy nhau là con người cứng khư, là một con người không bao giờ có lớn lên làm người được. Mà lớn lên làm người cỡ nào đó rồi cũng không có cái cách nào để nó phát triển, để nó thành cái người trưởng thành, người già được. Một cành hoa cũng vậy, đều là phải phủ định. Ta nó gọi là dị biến dị thục. Dị loại dị thục là chủ nghĩa Mác Lênin ta gọi là quy luật, cái là nó phát triển bước nhảy giọt. Khi mà nó phát triển một bước nhảy giọt rồi đó, nó chuyển qua từ cái lượng, từ cái lượng rồi lần lần nó chuyển qua luôn cả hết cái chất, nó biến thành ra một sự vật khác. À thế rồi đây gọi là dị loại dị thục, từ nhân tới quả khác loại. Ví dụ như tôi nói nãy đó, mình chuyển qua cái phiền não vô minh của mình từ 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 vậy, mình thành đó là tôi đà hoàng, rồi lần lần tiến lên là tư đà hàm, a na hàm, a la hớn. Thì còn ha, còn trong 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 cái vòng hiền thánh ha, mà chuyển hóa cho tới nghĩa là sập hết vô minh, vi tế vô minh, thì nó thành ra không còn là phàm phu nữa, mà là vô thượng bồ đề, mà là Phật. Đó gọi là phát triển bước giai đoạn là từ phàm phu nó thành ra một vị thánh nhân như Phật, gọi là nó phát triển bước giai đoạn. Mà nó phát xuất từ cái chỗ mình chuyển hóa cái phiền não vô minh, từ lượng lần lần chuyển hóa hết cái chất phiền não vô minh mà mình thành Phật, chứ cũng không phải là ai đâu vô đó. Đó cho nên cái đạo Phật mà mình học như vậy đó, mình cộng vô cái nhận thức của cái chủ nghĩa Mác Lê trong cái giai đoạn thời đại ngày nay đó ha, là mình ở trong cái xã hội sau chủ nghĩa này mà không có gì tới ngại, rất vui, rất đẹp, rất bằng lòng, vì giáo lý nó gặp nhau mà. Từ khi sinh tâm nhân đến khi nó hình thành ra quả khác hẳn nhau, gọi đó là dị loại di thục, đó là phát triển bước nhảy vọt. Còn nhất thiết chủng tức là sao? Cái tên này là gọi là nhất thiết chủng là sao? Đó là tên khác của A Lại Gia nhân bên mặt chủng tử sở tàng. A là gia có tên là nhất thiết chủng. À nhìn bên cái chủng tử mà bị chứa đựng đó mà, thì cũng là A là gia đó, nhưng mà nhìn bên cái mặt mà chủng tử bị chứa đựng thì nó có tên là nhất thiết chủng, chứ không có ai vô đó hết. Không phải, không phải là cái khác. Đại chúng nhớ là ba cái tên nhưng mà không phải là khác. Cũng như là thí dụ như tôi bây giờ đây là ngồi đây nè, người ta gọi tôi là giảng sư nè, là tôi, là tự thông mà. Rồi mai tôi lên trên lớp tôi giảng đó, thì học trò nó gọi tôi là giáo sư, cũng là tôi. Rồi với lại đó, tôi về tôi giải thiền cho người ta, rồi bản thân tôi cũng ngồi thiền, người ta gọi tôi là thiền sư. Là tại vì là tôi nhìn bên cái mặt ngồi thiền giải thiền, tôi gọi là thiền sư. Mà nhìn bên mặt mà dạy học tôi gọi là giáo sư. Nhìn bên mặt mà diễn giảng giữa quần chúng tôi gọi đó là giảng sư hay là pháp sư.
chứ cũng là một người thôi, chứ không có ai vô đó. Thế thì ba cái tên của cái món năm biến này cũng vậy. À, dị thục Alaya, dị thục với cái chủng cũng một thôi, chẳng qua là nhìn ba mặt khác nhau. Hết giờ rồi, sao ngừng đây vậy? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành.